Thưa quý vị, không có chuyện Facebook hủy kết bạn nếu không like. Đây chỉ là chiêu trò câu like của một số trang bán hàng trên mạng xã hội. Đại diện truyền thông của Facebook tại Việt Nam đã khẳng định như vậy trước thông tin rộ lên trên mạng xã hội trong mấy ngày gần đây về việc nếu hai tài khoản không bấm like hay comment, bình luận bài viết của nhau trong vòng 60 ngày, Facebook sẽ tự động hủy kết bạn. Đại diện truyền thông cho Facebook tại Việt Nam khẳng định không nhận được thông báo chính thức nào từ phía Facebook về chuyện hủy kết bạn giữa hai tài khoản nếu không tương tác trong 60 ngày. Cách một thành viên cụ thể tương tác với bạn bè của họ sẽ quyết định tần suất xuất hiện các post của những người đó trên New Feed. Các nội dung cũng sẽ không được hiển thị theo trình tự thời gian mà xếp theo mỗi quan tâm của người dùng. Được biết, cuối tháng 6 năm 2016, Facebook cũng mới điều chỉnh New Feed, trong đó các nội dung do bạn bè, người thân của thành viên đăng lên sẽ được đặt ở vị trí cao hơn so với đường link tin tức.